Hello everyone. Ok, tiếp tục tựa game tiếp theo này. Tựa game đầu tiên nhá. Mày. Ôi, không ổn rồi. Ôi, khôn vãi. Chạy lại đây đi. Ê, ba đều nha mọi người, tiếp tục này. Đông quá mọi người ạ. Lại nhá. Láo à. À đau nha. Đau nha. Tôi thắng rồi mọi người ạ. Yes. Win. Lại một lần nữa nha mọi người nha. Ok. Mình chơi con khác thôi. Chơi con dưa hấu thì thử. Ok, và ván đầu tiên này. Không đau quá. À, bắn không đau mấy mọi người ạ. Chắc bắn này thua rồi. Con này yếu quá. Con này để tôi khử cho. Con này tôi khử không biết đoán. Ui mày à, mày à, cuối cùng giết được một thằng hồi sinh à. Ui giờ nó quay ngược lại bắn. Là lủng ấy, chạy đi. Chạy đi ông ơi. Ôi giời ơi. Hay quá. Ôi khó à, thua. Ok, qua game khác nha. Play new game này. Okay, vào game ván đầu tiên này. Trả lại game ạ. Mình sẽ cầm súng theo nhá. Yeah.
tiếp tục này. Con gà đuổi mình rồi. Ui. Cú ơi. Cú ơi. Hoàn toàn game mới nha. Bây giờ mình phải đẩy xe hàng xuống đây nhá. Ok. Ôi, khó thế. Tiếp tục nha. Mình đi sau ông này thôi. Bob the Reno. Ok. Nhiệm vụ hoàn thành. Lại một ván nữa nha. Tiếp tục này. Ok. Play game. My only moon, dragon and woman. What the hell? Chạy thôi mọi người ạ. Ok. Nè, tiếp tục ván nữa này. Có một thằng cay ở đây mình thấy rồi. Để ông kia đi qua đây đã nhé mọi người nhé. Ông kia đi qua đây thì mới qua được cửa này. Đấy. Bây giờ ra cửa sau cái gì thế? Máy quá. Tí nữa bị bắt. Ok. Ok, biết bắt đầu tựa game tiếp theo nhá. Let's go. Brock Harry này. Play game. Mình đứng yên thôi. Khó ghê ta, khó ghê ta, khó ghê ta. What the hell.
Bay ba bu. Chơi lại một ván nữa nha. Đây mình sẽ đứng đây đợi nha. Đâu có mọi người ạ. Không ổn rồi. Có lọ hồi máu quá. Không được rồi, mạng này phải có giáp cơ mọi người ạ. Khá là khó. Thôi mình qua game khác này. Ok, let's go. Đạn 3 tia đi. Đạn 3 tia sao là đạn 2 tia nhỉ? Yes. Tiếp tục này. Mọi người cào cào và cào đau á. Mọi người chơi game này mọi người nhớ để ý nhá. Cào cào vẫn là đi luôn đấy. Cả con xe nữa này. Sợ. Đạn to này đạn uy lực đấy. Mình thấy đạn to này là đạn dở rồi. Có cái sửa xe ở đây rồi. Tiếp tục nha mọi người nha. Đau quá. Hồi máu đi. Máu yếu lắm không mọi người ạ. Quá. Mình để phút cuối mình sử dụng skin đấy.
bót rồi. Bót này khá khó nhai ấy. Quá nửa cây. Ui, là con nữa rồi kìa. Ui. Đau nha. Mà lần này nó đi rồi. Ok. Khá là khó. Qua tựa game tiếp theo này. Vào game này hơi lâu một chút nhé, mọi người đợi này. Chắc khoảng 30 giây vậy. Ok, vào rồi đấy. Bạn 38 à? Lại game này mình chơi hơi ít. Chưa mở được hết nhân vật. Ok. Play game nhỉ. Ui, sao mà nó đẹp như vậy? Cái gì vậy trời? Ok, let's go. Khó ta. Thôi mình chưa chắc đi. Yeah. Màn cuối này. Có một con thôi. Quá. Ok, mà 38 win rồi đấy. Bị quảng cáo bao nhiêu lần đấy. Ok. Màn 39 nha. Màn boss này. Ok. Mình cố gắng win màn boss này. Ok. Hơi lâu la tí. Yeah.
Ok, hồi lại được một con rồi. Khó vậy ta. Ok. Win rồi đấy. Không mà. Không mà. Tiếp theo nha, mình sẽ Roblox đi. Roblox. Chơi những cái gì đây? Chơi game này cũng được. Người chơi Roblox khá là nhiều. Ok, bắt đầu này. Xem thử mà nó được. Hay chưa? Hay chưa? Mười điểm không có nhưng à, mấy con canh đây mình phải dụ. Ui sao lại chết được nhỉ, mình đã né quả siêu cấp VIP Pro như thế à, vẫn đi được. Ok lại nha, chơi hai ván thôi. Ui này, chơi nấp tường, chơi cắn lén à, không hay nha. Ok, bắt đầu tiếp tục nha. Tí nữa bị cắn trộm phát nữa. Có thằng núp núp ở đây này. Này thì quay đầu hộ cái. Này, đợi tôi. Ok nha. Mà này khó nha. Ui, ba con khó cực nha. Thôi, qua game khác đây. Montores này. Ba con chắn cửa nó hơi khó. À, đây không nhìn thấy. Ok, let's go. Yeah. Không cần. Tiếp tục này. Khá đông. Wow, trâu vậy. Đang rất là trâu bò đây này. Tiếp tục tiếp này. Chẳng lẽ con mình chắc cần được mấy màn đấy đấy. Ngang tài ngang sức à. Ngang tài ngang tiền à. Mình cho thêm một con này cho nó cùng đồng đội. Ok. Mình
Ấy mà trước mình thua sấp mặt nhưng mà mình đã rút được ra kinh nghiệm rồi. Ok. Mình đã đạt đến cảnh giới siêu thượng thừa rồi. Chơi khi nào thua thôi nhá mọi người nhá. Mình thấy con Skibidi của mình bá quá. Thua rồi đâu. Ok. Tiếp tục nè. Giờ mới gần gần chạm chạm nhau này. Yes. Nốt màn này nhá, màn này chắc thua rồi nhưng mà không sao. Mình cho thêm con này nữa đi. Mày ạ. Mày ạ. Không thua được. Vẫn win một cách dễ dàng thôi. Ok. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người video sau.